cuồng ra ngoài đường như vậy đó. Tại vì mình đã bỏ công mình sấy, mình tốn điện rồi mà mình còn xếp mà mình còn xịt trực tiếp vô vậy, tức là mình làm nó ướt lại, đúng không? Thí dụ nó còn trong máy sấy, nó còn hơi nóng, nó còn bốc hơi, bây giờ mình làm ướt nó lại rồi mình còn cột bao lại như vậy là nó kín rồi, thì có thể 1-2 ngày không sao, mà qua ngày thứ 3 là nó trở mùi. Nó ỉ mùi. Thành ra là xịt rất là nguy cơ. Hay nè, nãy giờ đứng đây mà cái lỗ mũi bắt đầu nó nóng. Tại vì mình làm nghề 26 năm nay rồi, cái mùi tinh dầu mình rất là nhạy, tại vì nó nóng cái lỗ mũi của mình. Chào tất cả các bạn, ở đầu cái clip này mình có để một đoạn clip ngắn khoảng chừng 1 phút mà mình đã quay được. Đó là quay thực tế đó các bạn. Ở đâu thì mình xin phép không có nói ra. Nhưng mà qua cái đoạn clip đó mình trao đổi, chắc nội dung các bạn cũng đã nghe rồi. Thì đây là một phần trong cái câu trả lời là lý do tại làm sao thời điểm này mà vẫn còn những cái chỗ giặt quần áo giá 5-7 ngàn đồng một ký. Và cũng có những chỗ họ vẫn giặt với cái giá 10 ngàn, 12 hơn nữa một ký. Thì cái biên độ lợi nhuận nó còn lời hơn tới chừng nào? Nó nằm ở chỗ nào các bạn? Nó nằm ở những chỗ xịt tinh dầu. Nó nằm ở những cái chỗ là họ không có sử dụng những cái loại hóa phẩm đắt tiền, cao cấp. Đắt đây có nghĩa là hàng có chất lượng nha các bạn. Cao cấp đây có nghĩa là hàng có chất lượng, tức là Omo, Thai, Comfort, Downy v.v. hoặc là Hyton. Những cái thứ mà tiệm giặt ủi Bá Hỷ đang sử dụng, hoặc là ở đâu đó cũng có tiệm sử dụng. Nhưng mà đa phần thì họ giải quyết cái vấn đề mùi thơm cho khách hàng thông qua cái vấn đề xịt tinh dầu. Hỏi qua hỏi lại thì họ đổ thừa hết cho khách hàng. Họ nói tại khách hàng đòi thơm, thì bây giờ xả nước xả nó không thơm rồi, thì bây giờ chỉ còn giải pháp cuối cùng xịt tinh dầu. Mình thì mình không cho đó là lý do đúng 100%. Đúng, có khách hàng thích mùi thơm lắm các bạn. Nhưng nếu khách hàng thích mùi thơm, nhưng mà mình là một cái người cung cấp dịch vụ, mà mình lại sử dụng cái biện pháp xịt tinh dầu để tạo được cái mùi thơm làm thỏa mãn cái lỗ mũi của khách hàng, thì như vậy cần phải xem lại. Mùi thơm nó có nhiều cung bậc mùi thơm, và có nhiều cách chúng ta làm cho quần áo nó thơm. Nhưng cái cách nào nó an toàn nhất cho người sử dụng, người sử dụng ở đây là tiệm giặt, và tiếp theo là khách hàng, thì mình sử dụng. Chứ không phải vì một cái ý kiến nào đó của khách hàng, một cái yêu cầu đòi hỏi nào đó của khách hàng mà chúng ta bất chấp ở trong cái việc chúng ta sử dụng tinh dầu. Vì tinh dầu là, một là tự pha chế, hai là có một cái cơ sở nào đó họ pha chế, họ đưa, họ bán và xịt. Dĩ nhiên không phải là Downy, không phải là Comfort hay là những cái hãng nhãn hiệu chất lượng tốt. Và nó sẽ gây hại trực tiếp cho cái người sử dụng. Hai người hồi nãy mình mới vừa nói cho các bạn rồi. Nhưng cái quan trọng hơn hết đó là cái gì các bạn? Cái quan trọng hơn hết là kéo giảm chi phí rất là nhiều. Mình có những cái clip bất ngờ để mình thấy. Tức là trước khi, sau khi sấy quần áo ra khỏi máy cho khách rồi, chuẩn bị xếp quần áo, họ xịt tinh dầu vô trong quần áo. Xếp quần áo xong rồi, bỏ chồng cái đó, chuẩn bị bỏ vô bao, họ xịt thêm vài nhát trên quần áo của khách hàng nữa. Thì hỏi các bạn, sao mà không thơm? Tức là thơm trước mắt. Nhưng mà quần áo chúng ta đã bỏ công chúng ta giặt, bỏ công chúng ta sấy cho nó khô, thì lại xịt thêm một lần tinh dầu vô nó nữa, thì chúng ta tạo cái độ ẩm trở ngược lại cho quần áo. Và thế là một cái môi trường vô cùng tốt cho cái khuẩn gây mùi nó hoạt động trở lại. Thế thôi. 1-2 ngày đầu chúng ta vẫn còn nghe mùi, nhưng 1-2 ngày sau cái người khách đó chưa tới lấy đồ kịp, hoặc là người ta lấy đồ về người ta để 1-2 ngày sau người ta mới mở ra người ta sử dụng, thì nó đi qua cái mùi khác rồi.
thì như vậy chúng ta uổng công bỏ phí cái chuyện chúng ta giặt đồ. Nếu nói như vậy thì thôi đừng giặt đồ nữa, cứ để quần áo vô vơ dơ như vậy, xịt tinh dầu vô mặc tiếp. Đâu có ai tới trước mặt mình nhìn cái áo coi kéo ra dơ hay sạch đâu. Người ta chỉ nghe cái mùi thôi, người ta nói à quần áo này thơm, vậy là mùa, thơm quá, đại thể. Và thậm chí các bạn biết, cái tiệm giặt Bá Hỷ của mình, mình sử dụng những cái sản phẩm hóa phẩm, mình nói rất là nhiều lần là mình mua ở trong siêu thị, từ Co-op, Bixi, sau này là Go, cho tới Megamart hoặc là Winmart. Mình chấp nhận mình mua giá cao, mình có được cái chiết khấu nó tốt, theo thời gian mình mua số lượng nhiều. Đó, họ chiết khấu cho mình, họ giữ cái khoản chiết khấu đó lại, cho tới vài lần sau mình đi mua hàng thì có thể là 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu mình không cần phải trả tiền. Thì đó là cũng là một cách mình tiết giảm chi phí, nhưng mà tiết giảm trong cái tầm kiểm soát và nó chấp nhận. Chứ dứt khoát mình không sử dụng những cái hàng mình mua trên online. Nước giặt gì đâu mà bán có 12 ngàn, 15 ngàn một lít. Thì hỏi các bạn giá vốn nó bao nhiêu? Người ta bán được với giá 12, 15 ngàn, có khi 18 ngàn, 20 ngàn. Mà người ta nói đã có lời rồi thì giá vốn nó là bao nhiêu? Nước xả cũng vậy. Nước xả mà bán chỉ có là 15 ngàn, 20 ngàn đồng một lít. Thì như vậy cái giá gốc nó là bao nhiêu tiền? Thì mình đòi hỏi những cái loại hóa phẩm đó, cái chất nền, nó cái chất cơ bản để tạo nên nước giặt, bột giặt hay nước xả mà mình đòi hỏi nó là đồ tốt, đồ có chất lượng thì không thể. Vì những cái đồ có chất lượng, những cái nguyên liệu đầu vào có chất lượng thì giá thành không thể bán được với cái giá đó. Trong cái giá thành của những cái thương hiệu có tiếng thì dĩ nhiên nó còn nhiều cái chi phí, chẳng hạn chi phí quảng cáo, chi phí bao bì vân vân, hoặc là đóng thuế nữa. Nhưng sao các bạn, mình vẫn chấp nhận mua với cái giá cao đó vì mình biết mình mua được cái có chất lượng. Mình mua được cái có chất lượng. Vì sao? Người ta đã được kiểm chứng, người ta được cấp giấy phép và người ta được kiểm soát, và người ta là một cái thương hiệu thế giới. Mặc dù vẫn sản xuất ở Việt Nam nhưng mà thương hiệu của người ta là thương hiệu thế giới. Còn những cái thương hiệu mà bán như các bạn thấy 12.000, 13.000, 15.000 một lít nước giặt, nước xả thì 15.000 gì đó, quá bèo. Những cái thứ đó nó không có trong siêu thị. Mà phương châm của mình, mua cái gì có trong siêu thị thì mình mua, và mua trong siêu thị. Chứ thậm chí trên những cái trang mạng online mình cũng không có mua, vì mình không thể biết nó là đồ thiệt, đồ giả. Và chúng ta đã gặp rất là nhiều lần là mua, trả tiền rồi, mở ra có vấn đề, đổi trả hay là mình phàn nàn về cái chất lượng, không ai giải quyết hết. Hoặc là họ, những người bán hàng, họ tìm cách họ thoái thác đi. Đó, dĩ nhiên khi về làm vấn đề kinh doanh, ở đây là dịch vụ giặt sấy, giặt ủi, ai cũng muốn có lời, kể cả mình. Mình cũng muốn có lời, mà không những có lời mà có lời nhiều nữa. Nhưng mà có lời nhiều mà mình làm không đúng cái đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp ở đây là sao? Là sử dụng những cái hóa phẩm đúng chất lượng. Chứ mình không nói cái tâm, cái tiết gì ở đây. Cái tâm nó khó định lắm. Tâm hay là gì đó nó khó đoán, và nó cũng không có một cái rõ ràng. Bây giờ mình có nói đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp tức là sao? Anh sử dụng đồ đàng hoàng thì anh lấy giá cao một chút cũng được, không sao. Chứ còn bây giờ anh sử dụng đồ kém chất lượng đó, giặt đồ có thể nói là với cái chất đó giặt đồ nó cũng không sạch, xả nó cũng không thơm tới, thì buộc lòng anh phải sử dụng tinh dầu anh sạch thôi. Điều đó điều đương nhiên. Đôi khi mình cũng nghĩ trong đầu là có thể là họ chỉ có thể giặt thôi, họ có công đoạn giặt thôi, tới công đoạn xả có thể họ chẳng xài nước xả luôn, và tới công đoạn sấy xong họ lấy ra họ xịt tinh dầu và họ xếp cho khách. Như vậy họ tiết giảm nguyên một cái đoạn nước xả đúng ra phải cho vô trong máy giặt, thì họ không sử dụng cái đó luôn, và họ đi thẳng qua xịt tinh dầu luôn. Mà các bạn biết tinh dầu bán trôi nổi rất là rẻ, rẻ hơn tinh dầu thật rất rất là nhiều lần. Và họ pha với cồn, họ pha với gì đó, những cái người bán họ chỉ hết tỷ lệ như thế nào, và thế họ cứ vô tư họ xịt.
Và khi cái cồn nó bay hơi đi thì cái phần gọi là tinh dầu nó nằm ở lại trên cái quần áo, nó rất là nhốt nháp, nó lền như thế này, dính tay mở mà các bạn, nó là dầu mà. Đó, cho nên là lý do đó đến thời điểm này vẫn còn có những nơi giặt đồ giá quá rẻ, rẻ tới không ngờ. Mà mình nói nếu như xài giống như mình đang sử dụng xà bông nước xả như thế nào đó thì đừng mơ không có cái giá đó. Và cũng có chỗ mình thấy là mình mục đích sở thị mình thấy luôn, họ xịt luôn nhưng mà giá họ vẫn là 12, 14, 15 ngàn một ký luôn theo khu vực. Thì họ lại còn càng lời nhiều hơn. Đó. Khách hàng ngày nay rất là tinh ý các bạn. Những cái người thích mùi thơm đó, thích cái kiểu giống như là xịt tinh dầu có chứ không phải là không. Nhưng mà nếu chúng ta làm nghề thì chúng ta nên có cái thông báo cho khách hàng hay là chia sẻ cái thông tin với khách hàng là cái mùi thơm mà nực nồng từ tuần này qua tuần nọ, hoặc giả là thơm lừng 3-4 ngày còn thơm thì nó chỉ có tinh dầu. Chứ còn nước xả đúng nghĩa, cao cấp, có chất lượng tốt, nó chỉ thơm được 2-3 ngày là hết. Và khi giặt, khi sấy xong nó cũng giảm tông mùi. Chứ còn không có thể nào mà chúng ta sử dụng nước xả đàng hoàng, chúng ta giặt, chúng ta sấy xếp bỏ bao xong mà 2-3 ngày sau mà mình mở cái bao ra mà cái mùi nó sộc lên mũi mình. Thì cái đó không phải là nước xả thật. Mình nói thẳng. Tại vì mình làm nghề 26 năm rồi. Ở tiệm mình thực sự ra có rất là nhiều tiệm nhỏ khác đi theo mình để đưa những cái dịch vụ khác cho tiệm Bá Hỷ mình làm, vì họ không có cái kỹ năng họ làm cái đó. Và khi họ có những cái bộ quần áo họ giặt, họ đưa tới cho mình để mình ủi. Dĩ nhiên mình ủi mình lấy tiền, mình dịch vụ mà. Mình hỏi họ ngay là xài tinh dầu đúng không? Nếu lần sau em còn đưa những cái bộ đồ có tinh dầu này tới thì anh không ủi. Vì sao các bạn? Cái đó gặp nhiệt của bàn ủi, nó nóng, nó sọc lên lỗ mũi, nó nóng cái bàn ủi mà lỗ mũi, mà nó đỏ cái lỗ mũi mình lên luôn. Vì mình làm nghề mà, cái mùi gì khác với cái mùi nước xả có chất lượng là mình phát hiện ra ngay. Đó. Và lần sau nếu muốn đem bộ đồ này ủi hoặc là đem đồ tới nhờ mình hỗ trợ mình ủi giùm. Ủi lấy tiền chứ phải ủi giùm đó mà. Thì nếu còn để cái dạng này là mình không ủi. Thà cứ giặt xong không xài nước xả, đem tới đây cho mình ủi. Ủi xong về tiệm bạn muốn xịt cái gì đó bên tiệm của bạn thì bạn cứ bị xịt, mình không can thiệp. Nhưng mà nếu mà đã xịt mà đem tới đây cho mình rồi mà khi mình ủi là mình không ủi nữa. Vì sao? Mình phải bảo vệ sức khỏe cho mình, cho chính mình. Vì xịt vô như vậy là cái người lãnh quả đầu tiên là cái người xịt, chứ khách hàng là người thứ hai rồi. Đó, mình chia sẻ thông tin với các bạn. Chào tất cả các bạn, xin hẹn gặp lại.